Vào hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách 22 cái tên sẽ lên đường tham dự vòng loại Olympic Paris 2024. Ba cầu thủ bị loại là Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Trúc Phương và Phạm Thị Lan Anh. Đây đều là những cầu thủ trẻ được gọi lên để có cơ hội thể hiện mình trong thời gian gần đây. Trong những ngày qua, đội tuyển nữ Việt Nam chủ yếu thi đấu nội bộ để kiểm tra phong độ các cầu thủ và hoàn thiện ý đồ chiến thuật. Vào lúc này, toàn đội đã sẵn sàng để lên đường tham dự vòng loại cho Thế vận hội vào năm sau. Đội tuyển sẽ lên đường sang Uzbekistan vào ngày hôm nay trước khi lần lượt chạm trán với đội chủ nhà Ấn Độ và Nhật Bản vào các ngày 26 tháng 10, 29 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 năm 2023.